ăn xong lăn đùng ra chết chỉ vì ăn canh cua theo cách này. Ngon nhưng không phải ai cũng ăn được, và đây là những kiểu ăn canh cua dễ bị ngộ độc chết người. Đây là sự kết hợp hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe cho mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến ngộ độc chết người. Ăn phải bát canh cua thừa, không đun nấu lại sẽ khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm. Nếu không chữa kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Cua đồng được biết đến là một trong những thực phẩm giải nhiệt mùa hè rất tốt. Những bữa cơm mùa hè nóng nực của nhiều gia đình không thể thiếu những bát canh cua nấu với rau đay, mồng tơi, thơm ngon, đậm đà và ngọt mát. Tuy nhiên, nếu bạn không biết ăn canh cua đúng cách, có thể gây nên những nguy hại cho sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng. Cách đây một tuần, cả nhà em một phen hú vía, phải đưa vợ nhập viện cấp cứu lập tức, nếu không chắc giờ em mồ côi vợ rồi các anh chị ạ. Chuyện là thế này, tối hôm trước xảy ra vụ ngộ độc kinh hoàng này, nhà em có ăn canh cua, do nhiều quá, ăn không hết, còn thừa lại khoảng một chén ăn cơm. Vợ em vốn tiếc của, nên đem cất vào tủ lạnh để dành ngày mai ăn tiếp. Tối đêm đó, do thằng con nó quấy quá, vợ em dậy muộn, không chuẩn bị kịp thức ăn, mang theo đi làm cũng như món ăn sáng. Cô ấy liền lấy đại chén canh cua vẫn còn sánh vàng, ăn tạm và chưa kịp ham lại gì cả. Ăn xong cô ấy còn gọi bớ lên, dặn dò em là tự ăn sáng đi, hôm nay vợ nấu không kịp. Khoảng 30 phút sau, không nghe tiếng vợ, cũng không nghe tiếng đóng cửa. Thường vợ em đi làm sớm hơn em dẫn thằng con 4 tuổi xuống đi học. Thấy vợ nằm trên ghế, mặt mũi té mét, thở dốc, em hỏi vợ bị sao, vợ vẫn không trả lời được. Em đến đỡ vợ ngồi dậy, thì ó luôn một đống trên người em. Sợ quá, em gọi điện nhờ thằng cháu đến đưa con đi học. Còn em gọi xe đưa vợ vô viện. Sau khi nhập viện, bác sĩ kết luận vợ bị ngộ độc do ăn phải bát canh thừa. Theo bác sĩ, bởi canh cua có chứa rất nhiều chất đạm cũng như chất dinh dưỡng khác, sau khi tiếp xúc với môi trường sẽ dễ bị các vi khuẩn có hại làm hỏng, gây ôi thiêu. Trong thời tiết đang chuyển mùa, việc nấu lại cua không những làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng mà còn có thể thịt cua bị biến chất, gây độc. Không nấu canh từ cua chết. Rất nhiều bà nội trợ thường mua cua xay sẵn ở ngoài chợ rồi về lọc rồi nấu. Tuy nhiên, cách làm này lại chứa nhiều hiểm họa không lường mà nhiều người không ngờ tới. Bởi vì khi làm cua, nhiều người bán hàng đã tiết rẻ nên không loại bỏ những con cua chết. Trong cua chết có chứa thành phần hóa học mang tên histidine, có thể gây ngộ độc khiến người ăn bị đau bụng, nôn mửa, thậm chí bị ngộ độc nghiêm trọng. Cua càng chết lâu, lượng histidine càng nhiều, càng dễ ngộ độc hơn. Bạn nên tự tay chọn cua đồng còn sống và chọn những con cua cái mới ngon, vì cua cái chắc thịt hơn cua đực. Cua ngon là cua cái to, khoảng ngón chân cái. Khi làm phải bẻ hết bụng dưới của chúng đi. Bạn không được chọn con cua cái đang đẻ và con cua quá non, vì con non nước sẽ bị hôi. Không ăn cua sống. Ở nhiều vùng quê, người dân có thói quen ăn gỏi cua sống, nhưng thực ra điều này rất nguy hiểm vì trong thịt cua sống có chứa nang trùng hút máu phổi. Nếu không qua khử trùng tiêu độc ở nhiệt độ cao mà ăn tái sống sẽ rất dễ mắc bệnh trùng phổi. Nang trùng, loại trùng hút máu ký sinh trong phổi, dẫn tới ho, khạc ra máu, mà còn có thể xâm hại lên não, dẫn tới chứng co giật, thậm chí gây bại liệt. Nếu nó xâm nhập vào các khí quan như mắt, thận, gan, tim, tủy sống, còn dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Một nguyên tắc cần tuyệt đối tuân thủ là phải nấu kỹ cua đồng trước khi ăn. Không uống trà, ăn quả hồng gần với thời gian ăn canh cua. Cua rất giàu protein, còn trong nước trà và quả hồng lại chứa tannin. Tannin có thể kết hợp với protein trong cua gây kết tủa, tạo ra các triệu chứng lợm giọng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Chú ý, trong và sau khi ăn canh cua khoảng 1 tiếng, bạn không nên uống nước trà. Vì khi vào cơ thể,
trà sẽ làm cho một số thành phần của cua bị đóng đặc lại, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng khác, thậm chí còn dẫn đến đau bụng đi ngoài. Hồng và canh cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein. Hồng và canh cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein trong thịt cua rắn lại. Chất rắn đó lâu dần sẽ lưu lại trong ruột rồi lên men và thối nữa, có thể gây buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Nặng hơn nữa, những chất đó còn có thể kết thành sỏi rất nguy hiểm đối với sức khỏe. Những đối tượng không nên ăn cua: phụ nữ có thai. Phụ nữ mang thai những tháng đầu, hai thai nhi yếu, tuyệt đối không được nên ăn cua đồng, bởi vì do tính độc trong cua không tốt cho sự phát triển của trẻ. Hai là do tính hàn sẽ dễ gây ra đau bụng. Đặc biệt, công năng phá thai cũng gần giống như một khối u trong cơ thể, nên nếu ăn cua đồng sẽ dễ bị sảy thai hoặc sinh non. Người bị cảm lạnh, tiêu chảy. Người bị cảm lạnh sốt, đau dạ dày hoặc những người bị tiêu chảy không nên ăn cua, vì thịt cua lạnh khiến bệnh càng nặng hơn. Trong gạch cua có chứa một hàm lượng cholesterol cao, không tốt cho những người mắc bệnh huyết áp cao, xơ cứng động mạch, bệnh mỡ trong máu cao. Ngoài ra, người bị dị ứng cũng cần hết sức cẩn trọng khi ăn canh cua. Người có tiền sử cao huyết áp và tim mạch. Cua đồng càng béo ngậy, hàm lượng chất béo trong cua càng cao. Việc ăn nhiều cua đồng sẽ khiến cholesterol trong máu tăng cao. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử về tim mạch và huyết áp. Dù không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng quá trình tích tụ cholesterol lâu dài sẽ khiến bệnh chuyển biến nặng. Người bị hen, cảm cúm. Theo đông y cổ truyền, cua đồng vốn có tính hàn, hạn chế sử dụng cho những người hay bị nhiễm lạnh, dính gió, đặc biệt là bị ho hen và cảm cúm. Vì tính hàn sẽ làm cho cơn hen trở nên nặng hơn, khó thở và ho liên tục. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng hạn chế, chứ không cần phải kiêng khem tuyệt đối. Người bị bệnh gút. Có hai lý do chính khiến người bị bệnh gút không được phép ăn cua đồng. Thứ nhất là do hàm lượng protein trong cua đồng rất cao, điều này khiến bệnh gút diễn biến trầm trọng thêm. Thứ hai, tính hàn của cua đồng làm cho các chỗ xương bị viêm, dễ bị nhiễm lạnh, phát bệnh gây đau nhức, xương tấy. Vì vậy, cần lưu ý khi sử dụng. Người mới ốm dậy. Hệ tiêu hóa của người ốm dậy chưa thật sự ổn định. Do khoảng thời gian dài tiếp xúc với các thức ăn giàu dinh dưỡng, hấp thu trực tiếp, thức ăn dạng lỏng dễ tiêu hóa, thế nên thường rất yếu, dễ bị nhiễm lạnh và đau bụng. Cua đồng là thực phẩm mang tính hàn, vì vậy khi chế biến cần nấu chung với các loại thực phẩm khác với hàm lượng nhỏ hoặc hạn chế không sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tám biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh cuộc yêu. Làm bà xã lên mây chắc chắn là điều mà các sái ca đều muốn. Thứ nhất, ai cũng muốn người mình yêu được sướng. Thứ hai, đây cũng là cách để nam giới thể hiện sức mạnh bản lĩnh của mình trước người tình. Nhưng khi nào thì cô ấy đạt khoái cảm, biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh sẽ như thế nào là điều không phải Adam nào cũng biết. Thực ra, chuyện này cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần để ý một tí, tinh tế hơn một tí, bạn sẽ biết ngay người tình của mình đã thật sự lên nóc nhà hay chưa. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh phái mạnh nên biết rõ. Âm đạo co thắt liên tục. Khi nàng đạt khoái cảm tột đỉnh, các cơ của bộ phận âm đạo, nhất là cơ ở bên ngoài, sẽ có hiện tượng co thắt, giật giật mạnh mẽ và liên tục bóp chặt vào thằng nhỏ của bạn, làm bạn cũng sướng tê rồi chim. Hiện tượng này đều đặn diễn ra từ 3 đến 15 lần, trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giây, có nhiều cô còn lâu hơn. Hãy tập trung cảm nhận, bạn sẽ thấy các cơ của cô bé bóp lại rồi thả ra thằng nhỏ của bạn. Nếu bạn thường xem phim cấp 3, nhất là những bộ phim của Nhật Bản, bạn sẽ thấy rõ hiện tượng này. Khi lên đỉnh, toàn bộ cơ thể của nàng sẽ co giật như là bị điện giật vậy,
trong đó vùng cơ hậu môn và âm đạo của nàng cũng không ngoại lệ. Đối với những phụ nữ co giật nhẹ thì không sao, còn có một vài trường hợp co giật nặng lại gây ra không ít hiểu lầm. Chị Tê kết hôn và trong đêm tân hôn đó cũng là lần đầu tiên chị làm chuyện ấy. Cả hai cùng hôn nhau rồi dạo đầu, rồi anh cũng quan hệ bằng miệng khiến chị vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Sau đó thì hai người bắt đầu giao ban. Mọi chuyện cứ tưởng diễn ra suôn sẻ trong đêm tân hôn, nhưng không ngờ chị đang quan hệ giữa chừng thì chị Tê co giật đùng đùng, làm anh chồng cứ tưởng bị giật kinh phong mà sợ xanh cả mặt. Lát sau khi cơn cực khoái qua đi thì anh mới biết là do chị lên đỉnh sướng quá nên mới co giật, chứ không phải bị bệnh tật gì cả. Ánh mắt đê mê mờ ảo. Không chỉ phụ nữ mà nam giới chúng ta cũng vậy, khi đoạt cực khái cảm giác rất sung sướng đê mê, cứ lần lần như trên mây vậy. Con người trong trạng thái này cứ như đi trên mây, ánh mắt cứ lờ đờ và rất là phê. Hơi thở nhanh. Khi mà sự lên đỉnh của phụ nữ sắp xảy ra, tim cô ấy sẽ đập mạnh hơn, vì khi này những cơ quan trong cơ thể cũng như những cơ bắp bắt buộc phải được bơm nhiều oxy hơn để có thể duy trì hoạt động. Chính vì thế nàng phải thở nhanh và mạnh hơn mới đáp ứng đủ nhu cầu oxy cơ thể đang cần. Khi mà bạn nhận biết được hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim loạn xạ của người tình thì chắc chắn nàng đang khoái lạc thực sự. Tuy nhiên, sau khi cô ấy lên tiếng mà hơi thở vẫn bình thường thì có thể bạn bị lừa tình rồi đấy. Lấy chân kẹp người bạn. Bạn có để ý trong bộ phim 7X không? Khi người phụ nữ sung sướng, họ sẽ lấy hai chân kẹp lấy người bạn, tay thì cấu chặt vào mền gối hoặc ghì chặt đầu của bạn vào người cô ấy. Nhất là khi quan hệ bằng miệng, cô nàng đang ngồi, còn bạn thì quỳ phía dưới và liếm âm đạo của nàng. Bạn cứ canh ngay hoặc le của nàng mà liếm tí nữa khi lên đỉnh. Một là cô ấy sẽ bắn hết cả dâm thủy vào miệng bạn, còn hai họ sẽ lấy hai tay ôm đầu bạn và ép chặt miệng bạn vào trong âm đạo của họ. Họ muốn nói với bạn rằng, Anna, em đang rất sướng, anh hãy tăng mạnh cường độ lên chứ đừng giảm xuống nhé. Khi lên đỉnh, phụ nữ họ sẽ thường ưỡn ngực ra, nhấc bụng cao lên và cong lưng lại, mục đích nhằm làm căng các cơ để xuất tinh được mạnh hơn. Phụ nữ cũng xuất tinh đấy nhé. Khi này, máu tuần hoàn rất mạnh, khiến lượng máu đổ về ngực của nàng cũng rất nhiều, làm cho nó căng phồng và hồng hào hơn bình thường, nhìn thấy kích thích. Đồng thời khuôn mặt và hai vành tai của nàng cũng sẽ đỏ ửng lên, âm vật và hai đầu vú thì cương cứng ra. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh, nó cũng giống như dương vật của bạn vậy. Khi bạn sắp xuất tinh, dương vật cũng sẽ cương cứng lên rất to, nhằm tạo ra áp lực để bắn tinh trùng ra ngoài thật nhanh và thật mạnh. Tiếng kêu rên của nàng. Trong suốt quá trình quan hệ, một số phụ nữ họ sẽ rên khe khẽ, làm bạn cũng ức không chịu nổi. Cô nào mà nằm im lấy gối che mặt không rên rỉ gì thì về nhà chơi với cô nam còn hơn. Nếu để ý kỹ thì khi sắp lên đỉnh, âm thanh rên rỉ của họ sẽ nhiều và mạnh hơn, vì lúc này các cơ trên cơ thể đang trọng thái co lại rồi căng ra, điển hình là cơ âm đạo. Ở cuống họng cũng vậy, khi các cơ này co thắt sẽ vô tình tạo ra các âm thanh nghe rất sướng tai mà bạn sẽ khó có thể nào quên được. Có một vài phụ nữ khi lên đỉnh, họ còn nói tục, nói dầm như trong các bộ phim Mỹ, các cô gái thường ao xích. Cho nên, khi người phụ nữ của bạn có lỡ miệng văng tục, thì cũng đừng trách họ, vì lúc đó nhiều khi sướng quá không kiềm chế được, nên nói tục vậy thôi. Nàng khóc. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực sự có một vài phụ nữ sau khi đọt cực khoái, họ lại khóc. Khóc không phải vì họ đau, mà vì họ quá sung sướng. Phụ nữ rất nhạy cảm, cũng giống như buồn vui, khi họ sướng quá, họ cũng sẽ khóc. Việc cần làm lúc này là hãy ôm chặt và trò chuyện với bạn tình để cảm nhận sự hạnh phúc sung sướng nhé. Cười khanh khách. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ có hiện tượng cười sảng khi lên đỉnh. Một ví dụ như của chị Tê ở Hà Nội. Vợ chồng chị sống trong một căn hộ cùng với ba mẹ chồng và em gái của chồng. Đã nhiều lần cả nhà giật mình vì cứ khoảng 1-2 giờ đêm lại nghe tiếng chị cười rất to. Ai trong nhà ai cũng tưởng chị có vấn đề hay là bị ma nhập nên vô cùng hoảng hốt. Nhưng thật sự họ không biết
Đó là lúc hai vợ chồng chị đang quan hệ. Anh làm chị sướng quá nên chị cười sảng lên rất to. Từ đó trở đi, khi ân ái, cứ mỗi lần chị sắp lên đỉnh, anh lại phải lấy tay bịt mồm chị lại, nếu không muốn sáng hôm sau bị bố mẹ than phiền. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý, bởi rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuống hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trồng cứng phiến lá nguyên, hạt hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra, là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả, do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông miệng, cuống rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chạo. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt bắp chuối, xương vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau. Sưng đỏ đến đâu, bôi đến đó. Bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín. Nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường chỉ 2-3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu. Nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen. Nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản trị mất ngủ còn tốt gấp 10 lần thuốc an thần. Bài thuốc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần lấy một trái chuối đem nấu với nước, bạn sẽ có ngay một bài thuốc tự nhiên chữa bệnh khó ngủ lâu năm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giấc ngủ đêm đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi chức năng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Chắc chắn vấn đề thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, bởi gần như toàn bộ phúc lợi của chúng ta đều phụ thuộc vào 8 tiếng ngủ sau đó. Nếu bạn bị mất ngủ lâu năm thì nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, béo phì và tiểu đường sẽ ùn kéo đến. Vì vậy, nếu gặp một số vấn đề dưới đây thì chứng tỏ căn bệnh rối loạn giấc ngủ đang tác quái và bạn cần thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức. Mất trí nhớ, trầm cảm, luôn căng thẳng hoặc lo âu, trằn trọc khó ngủ, mệt mỏi vào buổi sáng, giật mình suốt đêm, không thể tập trung. Bài viết kỳ này của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các triệu chứng ở trên bằng một trái chuối, thay vì sử dụng các loại thuốc an thần gây ngủ để trị mất ngủ, dễ gây nghiện.
Chuẩn bị: một trái chuối to, 600ml nước, bột quế. Thực hiện: cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối. Cho nước vào nồi, đun đến khi nước sôi tim thì bỏ nguyên trái chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Lấy chuối ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Đổ phần nước luộc chuối vào cốc và cho vào đó một chút quế. Hướng dẫn sử dụng: uống ly nước nấu chuối, rắc bột quế trước khi bạn đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống, đợi 10 phút, bạn ăn hết trái chuối nấu. Ghi chú: một số sẽ có phản ứng đi tiểu nhiều sau khi uống nước nấu chuối chừng 20 phút. Bạn có thể cho vào nước luộc chuối một ít đường stevia nếu thích uống hơi ngọt ngọt. Vì sao lại kết hợp chuối và quế? Chuối là thực phẩm hữu cơ, rất giàu kali và magie, đặc biệt là vỏ chuối. Kali và magie là chất có lợi cho hệ thống thần kinh và khiến các cơ bắp của bạn thư giãn, làm giảm chuột rút cùng với các cơn đau khác. Quế lại là một trong những cách tốt nhất để cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa và sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi nồng độ đường trong máu được cân bằng, các kích thích tố sẽ hoạt động tốt hơn và cho phép bạn rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đôi lời nhắn nhủ: trong bài thuốc tự nhiên trị mất ngủ, ta đun sôi trái chuối còn vỏ, nên bạn cần chọn mua chuối sạch, tránh mua chuối bị tẩm hóa chất độc hại. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn địa chỉ mua bán thực phẩm sạch có uy tín và nắm vững mẹo nhận biết trái chuối ngậm hóa chất kích thích nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui, khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mẹo làm hồng vùng kín sau sinh tại nhà, chững tuần tuần. Sau sinh, cơ thể phụ nữ thay đổi rất nhiều, đặc biệt có đến 99% vùng kín bị thâm đen. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý của người bệnh. Hiểu được điều đó, bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn mẹo làm hồng vùng kín sau sinh tại nhà, cụ thể theo tuần tuần. Chỉ cần áp dụng tuần tuần từ liệu trình dưới đây, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về hiệu quả mà chúng mang lại đó. 1. Mẹo làm hồng vùng kín sau sinh tại nhà chuẩn tường tường. Làm đẹp vùng kín bằng mật ong, tường 1, 2. Mật ong và chanh là hai nguyên liệu tự nhiên lành tính, có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có khả năng đánh bật các tế bào da già cỗi, thâm sạm. Đồng thời, chúng còn kích thích collagen, tái cấu trúc dưới da, giúp da mềm mịn, hồng hào tự nhiên. Đây là liệu trình đầu tiên bạn cần thực hiện trong tuần 1 và 2. Nguyên liệu chuẩn bị: mật ong rừng nguyên chất 3 thìa, nước cốt chanh 1/2 thìa. Cách thực hiện: bước 1, trộn mật ong và nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất. Bước 2, thoa hỗn hợp vừa thu được vào vùng kín để khoảng 15 đến 20 phút. Bước 3, rửa sạch bằng nước ấm. Trị thâm vùng kín bằng dầu dừa tầng 3, 4. Ở tầng 3, 4, bạn bắt đầu chuyển sang trị thâm vùng kín bằng dầu dừa. Bởi trong thành phần của dầu dừa rất giàu vitamin K, E và các khoáng chất như canxi, sắt, magie, có khả năng kháng viêm, diệt khuẩn, tái tạo da, loại bỏ các hắc tố làm thâm da. Lúc này vùng da âm đạo trở nên trắng hồng, mịn màng, tươi trẻ. Nguyên liệu chuẩn bị: dầu dừa nguyên chất 3 thìa, nước cốt chanh 1 thìa. Cách thực hiện: bước 1, trộn đều dầu dừa và nước cốt chanh. Bước 2, thoa hỗn hợp vào vùng kín, sau đó massage nhẹ nhàng theo vòng tròn. Bước 3, rửa sạch lại bằng nước ấm. Làm hồng vùng kín bằng lô hội, tầng 5, 6. Nha đam thường được sử dụng để chế biến ra các loại mỹ phẩm làm trắng hồng da tự nhiên khá phổ biến, bởi trong chúng có chứa rất nhiều các chất giúp phục hồi tế bào da, tái sinh tự nhiên và còn phù hợp với hầu hết mọi loại da và áp dụng vào tuần 5, 6. Nguyên liệu chuẩn bị: nha đam tươi 2 nhánh. Cách thực hiện: bước 1, nha đam rửa sạch, lọc vỏ, chỉ lấy phần gel bên trong. Bước 2, thoa gel nha đam trực tiếp vào vùng da âm đạo để khoảng 20 phút. Bước 3, rửa lại bằng nước mát.
Mẹ làm hồng vùng kính bằng cà phê. Tuần tư, tuần 6, 7. Ít ai biết rằng trong tuần 6, 7 sử dụng bã cà phê để làm hồng vùng kính, vì chúng có chứa rất nhiều chất oxy hóa, nicotinic, caffeine, giúp loại bỏ bụi bẩn, tế bào sừng cứng và vết thâm cực hiệu quả. Đó là lý do tại sao người ta tin dùng cách làm hồng vùng kính bằng cà phê đến vậy. Nguyên liệu chuẩn bị: bã cà phê 2 thìa, dầu dừa 2 thìa. Cách thực hiện: bước 1, trộn bã cà phê với dầu dừa tạo thành hỗn hợp đặc mịn. Bước 2, thoa hỗn hợp bã cà phê, dầu dừa vào vùng kính, kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút. Bước 3, rửa sạch vùng kính bằng nước ấm. Lưu ý, khi thực hiện mèo làm đẹp vùng kính này, chị em chỉ nên thoa ở vùng ngoài, tuyệt đối không nên để dây vào bên trong. Trong quá trình thực hiện các mẹo làm hồng vùng kính trên, nếu thấy xảy ra bất kỳ phản ứng nào cho da thì nên ngừng lại. Theo thống kê, có đến 40% số người áp dụng thành công mẹo làm hồng vùng kính sau sinh tại nhà theo từng tuần. Con số này cũng là một minh chứng, chứng minh mức độ hiệu quả của phương pháp này. Vậy, 60% người còn lại bị thất bại là do đâu? Sở dĩ số người bị thất bại chiếm đến 60% là do các nguyên nhân sau: mất quá nhiều thời gian để thực hiện, không kiên trì được, tác dụng của các cách làm hồng vùng kính tại nhà chậm, không rõ qua từng tuần, da bị nhạy cảm khi sử dụng gây viêm, ngứa, vùng kính bị thâm đen nặng, khó có thể loại bỏ bằng phương pháp thông thường. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình. Đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma. Thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tàn ma, tàn tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắt, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cả nước Mỹ đang phát sốt với loại rau chống ung thư cực mạnh, trong khi ở Việt Nam rẻ không ngờ. Hẳn các mẹ tò mò lắm đây, không biết siêu thực phẩm này là cái quái gì mà dân Mỹ tìm mua nhiều thế. Hóa ra đó là loại rau rất phổ biến ở nước ta. Cũng may mắn là gia đình em thích loại rau này lắm, nên em thường xuyên nấu cho cả nhà ăn, dù trước đó không hề biết nó là loại rau củ có khả năng chống ung thư cực mạnh. Chỉ là thấy thích thì ăn thôi. Tình cờ đọc được một bài báo của nước ngoài, em mới biết trong bông cải xanh chứa một hoạt chất chống ung thư cực mạnh luôn các mẹ ạ. Tuy nhiên, không phải bây giờ bông cải xanh mới được tìm mua nhiều như vậy. Sự thật là năm 23 trước công nguyên, nhà tự nhiên học Sicodus đã dành riêng một chương cho cuốn Bách Khoa Toàn Thư để nói về bông cải xanh, vì những lợi ích vô tận của nó. Và vì quá yêu thích loại thực phẩm này, ông đã không ăn gì ngoài bông cải xanh trong vòng vài tháng trời. Gần đây, nhóm nghiên cứu của giáo sư Paul Talalay ở trường Đại học Ion Hacking, sau hơn 20 năm tìm tòi nghiên cứu về các phương pháp phòng ngừa ung thư, đã tìm thấy trong bông cải xanh một hoạt chất kỳ diệu có tên là sulforpenner, có khả năng kích hoạt hệ thống thải độc, bảo vệ tế bào, tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt, hàm lượng sulforpenner trong hạt mầm bông cải xanh 3 ngày tuổi cao gấp 50 đến 100 lần trong bông cải xanh trưởng thành. Phát hiện này đã thực sự khiến cho nhu cầu bông cải xanh tăng gấp đôi trên toàn nước Mỹ. Sở dĩ sulforpenner, gọi tắt là SFN, là một hợp chất mạnh mẽ có khả năng chống lại ung thư ở nhiều mặt khác nhau, vì nó làm tăng hoạt tính của các enzyme thải độc, giúp loại bỏ các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể, giúp chống viêm, giúp chế các tế bào bất thường và ức chế sự nhân lên của các tế bào ung thư. Ở cấp độ tế bào, nó giúp chống lại quá trình oxy hóa. Theo một cách khác biệt, thay vì trực tiếp chống lại các gốc tự do, SFN giúp kích hoạt các gen trong cơ thể để làm tăng sản sinh glutathione, nội sinh, chất chống oxy hóa mạnh nhất của cơ thể, có mặt trong từng tế bào của chúng ta. Do vậy, nó còn được mệnh danh là vệ sĩ bảo vệ tế bào. Từ trước nay đã có hơn 1.400 nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y học Hoa Kỳ về tác dụng và hiệu quả của bông cải xanh đối với sức khỏe, nhất là trong việc ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt, SFN còn được cho là hoạt chất mạnh mẽ nhất trong số các chất có khả năng ngăn ngừa ung thư. Với gần 40 công dụng khác nhau, bên cạnh khả năng ngăn ngừa ung thư, bông cải xanh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống oxy hóa, giảm thoái hóa xương khớp, bảo vệ tế bào thần kinh, giảm trầm cảm. Các mẹ ơi, đã có nghiên cứu hẳn hoi về công dụng thần kỳ của bông cải xanh thì dạ gì chị em mình không thường xuyên mua về cho cả nhà ăn nhỉ? Có rất nhiều cách để chế biến bông cải xanh như luộc hấp, nấu canh, xào, tẩm bột chiên, tha hồ cho các mẹ lựa chọn. Còn mẹ nào xiên thì gieo hạt bông cải xanh để thu hoạch rau mầm. Ao loại rau này còn tốt hơn bông cải xanh gấp cả trăm lần đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối. Tôi tên Hòa, 50 tuổi, sống ở thị trấn Lộc Ninh, Bình Phước. Khoảng một năm trước đây, sức khỏe tôi bỗng suy giảm, da bắt đầu vàng, bụng chướng, ăn uống không được như trước, sức khỏe yếu dần. Thấy hoài nghi về sức khỏe, tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy ở Hồ Chí Minh. Sau một loạt các xét nghiệm và kiểm tra, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi có một khối u trong gan và chuyển tôi thẳng vào bệnh viện Ung Bướu ở Bình Thạnh. Tại đây, các bác sĩ lại chẩn đoán thêm một lần nữa, tôi có khối u gan khoảng bằng một trái chanh và đang ở thời kỳ cuối. Cách duy nhất để cứu vãn tình hình đó là mổ lấy khối u, nhưng tỷ lệ thành công là 50%. Cho dù ca phẫu thuật có thành công thì tôi chỉ sống được vài năm.
Khi tôi và gia đình biết tin thì vô cùng tuyệt vọng và đau buồn, nên quyết định về nhà và không phẫu thuật vì sức tôi cũng đã yếu dần. Tôi biết rất nhiều người mắc bệnh gan như tôi, nhưng bệnh gan có một đặc điểm là không có một biểu hiện bệnh lý nào biểu hiện ra bên ngoài, nên người bệnh rất khó biết, kể cả các xét nghiệm và khám thông thường cũng không phát hiện ra, chỉ trừ những biện pháp khoa học kỹ thuật cao như CT, MRI. Đến khi người bệnh thấy biểu hiện bệnh lý phát ra bên ngoài thì đã quá muộn, cũng như tôi khi đã phát hiện ra là đang ở thời kỳ cuối. Ban đầu tôi nặng 59kg, nhưng từ khi phát hiện bệnh, ăn uống dần không được, mỗi ngày chỉ uống được một muỗng sữa, chẳng thèm khát bất cứ thứ gì. Rồi dần dần tôi chỉ còn 39kg, gầy như da bọc xương và nói thẳng ra là chờ chết. Nhiều người bạn đã chỉ cho tôi dùng sừng tê giác để chữa bệnh. Cho dù gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng cũng ráng chạy mua một miếng nhỏ sừng tê giác bằng một đốt ngón tay út. Sừng tê giác chỉ mài uống được 7 lần, nhưng bệnh tình hầu như không giảm. Thật tình cờ, tôi đã được một người bạn chỉ cho một loại cây chữa bệnh gan. Vốn là người gốc Campuchia, nhưng lớn và sinh sống tại gần khu vực biên giới của Bình Phước. Người bạn này đã chỉ cho tôi ăn xoa, vốn là một phương thuốc bí truyền của gia đình. Nhưng vì thương người, người bạn này đã chỉ cho tôi tận tình. Người nhà tôi tức tốc đi tìm cây oan xoa, về sắc nhỏ, rửa sạch, phơi khô, xà vàng hạ thổ rồi đem nấu nước uống. Ban đầu thì nấu thành một chén nhỏ thật đặc cho tôi uống. Sau đó lấy bã còn trong bình, nấu loãng thêm 2 chén nữa. Như vậy là một ngày tôi cố gắng uống được 3 chén thuốc. Không giống như các cây thuốc nam khác, cây oan xoa có vị rất dễ uống, thơm ngon, giống như trà. Khi uống vào bụng tôi còn cao, tôi sùng sụp, như cảm giác bụng đói, hơi khó chịu. Ban ngày đầu uống thuốc, tôi bắt đầu đi ngoài. Ban đầu phòng vô cùng tanh hôi và sền sệt như người hay đi kiết. Tôi đi ngoài được 3 ngày như vậy, sang ngày thứ 4 là bắt đầu đi phân bình thường. Bắt đầu có cảm giác thèm ăn, nhìn bất cứ thứ gì cũng muốn ăn mặc dù trước đây không hề có. Giấc ngủ tôi cũng sâu và ngon hơn trước. Lúc đầu tôi ăn được vài muỗng cháo, sau đó tăng lên 1 chén, 2 chén, rồi chuyển qua thèm cơm. Rồi từ từ tôi đã ăn uống lại bình thường, da dẻ hồng hào, không còn vàng da như trước. Đặc biệt bụng tôi bắt đầu xẹp dần, thon gọn trở lại. Quá trình chuyển biến từ uống một muỗng sữa sang ăn cơm, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh chỉ vẹn vẹn trong vòng 3 tháng. Người nhà tôi đã đưa tôi xuống bệnh viện ung bướu tái khám. Thật không ngờ, khối u trong gan đã biến mất, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài, nhỏ như đầu ngón tay út. Các bác sĩ và người nhà tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, bệnh tình tôi đã khỏi và khỏe mạnh trở lại. Cái oan xoa quả đúng là thần dược, đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Lúc này tôi mới biết quý sinh mạng của mình hơn, và thương những người cùng cảnh ngộ không may mắn gặp được thần dược như tôi. Từ khi phát hiện loại cây này, tôi đã chỉ rất nhiều người bệnh về gan như viêm gan CVB, C, ung thư gan, men gan cao, hay thậm chí những người hay đau lưng, nhức mỏi, xanh da, mất ngủ đều khỏi hẳn, kể cả những người tim hay mệt cũng giảm bớt. Thêm một trường hợp khác cũng là người bạn tôi, bị chứng viêm gan C, da dẻ cũng vàng, bụng cũng chướng, kèm theo viêm đại tràng cấp mãn tính, nhưng chưa đến mức nặng như tôi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, những người viêm đại tràng không nên dùng thuốc nam vì thuốc nam có tính hàn. Nhưng người bạn của tôi vẫn muốn dùng thử để chữa bệnh, mặc dù không tin là mấy. Thật không ngờ sau vài ngày sử dụng, bạn tôi đã đi phân lỏng, sau đó đi phân bình thường, rồi từ từ da dẻ cũng hồng hào, khỏe mạnh lại. Người bạn này chỉ muốn sử dụng 1 tháng, nhưng viêm đại tràng đã dần hồi phục, không còn bị phân lỏng và khỏe mạnh như người bình thường. Như vậy, không chỉ chữa bệnh gan, mà ăn xoa còn chữa bệnh đại tràng cực kỳ hay, kể cả những người bị bệnh trĩ. Thật ra, chức năng chính của cây ăn xoa là giải độc gan, viêm, sưng tấy ở hệ ruột. Ngoài chức này, thì tôi chưa biết đến công dụng nào khác. Nhưng tất cả các bệnh về gan, tôi chắc chắn với mọi người rằng, tất cả các bệnh liên quan đến gan, nó đều chữa được, kèm theo kích thích tuần hoàn, tiêu hóa cực tốt, ăn được, ngủ được. Ngoài công dụng chữa bệnh, nó còn là một thần dược để làm đẹp da.
nhiều chị em trở nên hồng hào, mặt càng tròn, trông trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc nam, không có cây nào dị ứng khỏe mạnh, đẹp da, giảm mỡ gan, giảm mỡ bụng hiệu quả bằng cây an xoa. Trái của cây an xoa nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa. Nhờ ơn cứu mạng của cây an xoa nên tôi đã cố gắng chia sẻ tất cả những gì tôi biết về loại cây này sẽ đến các bác, cô, chú, anh chị em gần xa. Tại Bình Phước, loại cây này hiện đang được nhiều bà con dùng, cho dù bệnh hay không bệnh đều dùng cây này nấu nước uống thay nước lọc hàng ngày. Nhưng chỉ một phần nào đó, vì cây thuốc quý này không phải ai cũng biết và tin dùng. Nhưng trong tương lai, bằng tấm lòng của mình, tôi sẽ chỉ cho nhà nhà, người người đều dùng để bà con được mạnh khỏe, vui vẻ. Tôi mong các anh chị, cô chú, các bạn nếu ai trong tình cảnh như tôi, có thể tìm đến loại cây này để chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Hiện nay, tôi chỉ biết cây an xoa mọc ở khu vực tỉnh Bình Phước, gần nơi biên giới và mọc hoang gần các đường mương. Nếu có cơ hội, bà con cô bác có cơ duyên gặp được cây này và mang về xác thuốc uống để chữa bệnh. Chú ý, do cây thuốc có nhiều cây na ná như nhau, có một loại cây rất giống với cây an xoa từ lá, thân cho đến bông và cả trái. Tuy nhiên, cây này mới ra, trái có màu đen chứ không màu xanh như cây an xoa và chưa biết có công dụng gì không. Mong bà con cần quan sát kỹ trước khi hái về uống. Trái cây an xoa có thể hơi ngứa nên bà con nhớ bỏ trái, chỉ lay lá, thân, cành để nấu nước uống mà thôi. Đây là một bài thuốc chữa bệnh gan và ung thư của độc giả chia sẻ, nhưng chưa được kiểm chứng, thông tin chưa được xác thực. Bạn đọc nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sẽ không ai dám hâm lại cơm nguội để ăn nữa nếu biết sự thật khủng khiếp này. Cơm nguội thì nhà ai chẳng từng ăn phải không các mẹ? Trước nhà em cũng thế, cứ còn thừa cơm là hâm lại để ăn cho bữa sau. Mà chồng em lại còn có cái kiểu thích ăn cơm nguội hơn cả cơm nóng ý. Cứ tưởng như thế là bình thường. Đến hôm rồi, đọc được tin này trên mạng, tự nhiên em thấy run run, không biết từ giờ có nên giữ thói quen ăn cơm nguội như này nữa không? Cơm nguội độc như thế nào? Em thấy bảo, gạo sống luôn có sẵn bào tử của một loại vi khuẩn tên Bacillus. Đây là dạng khuẩn có thể gây ra ngộ độc thực phẩm và có thể sống sót ở nhiệt độ cao. Tức là cho dù bạn đã nấu chín gạo thành cơm thì loại bào tử này vẫn tồn tại. Nếu ăn luôn thì không sao, nhưng cơm chín một thời gian, ví dụ như từ bữa sáng sang bữa trưa, thì những bào tử này sẽ trở thành vi khuẩn thật sự và sinh sôi với số lượng lớn. Khi ăn phải cơm chứa những vi khuẩn này, người ăn sẽ bị ngộ độc, gây ra nôn mửa, tiêu chảy cấp, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, nhiều người còn đồn đoán rằng ăn cơm nguội hâm lại còn có thể gây ung thư dạ dày. Lý do là vì cơm có thành phần chính là tinh bột, mà trong điều kiện nhiệt độ từ 60 độ C trở lên sẽ diễn ra quá trình hồ hóa tinh bột. Dạng bột hồi do tinh bột nở ra ảnh hưởng rất lớn đến tiêu hóa. Vì vậy, thường xuyên ăn cơm nguội chế biến lại có thể dẫn đến khó tiêu hóa, về lâu dài có thể bị ung thư dạ dày. Cách ăn cơm tốt nhất. Cơm sẽ đảm bảo dinh dưỡng nhất nếu sau khi nấu chín được ăn ngay. Cơm để càng lâu thì càng có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do cách thức bảo quản không đúng. Các chuyên gia khuyên chị em, nếu muốn giữ lại cơm thừa để ăn bữa sau thì phải bỏ vào tủ lạnh càng nhanh càng tốt, chậm nhất là một tiếng sau khi cơm chín. Có thể làm nguội cơm nhanh bằng cách dùng quạt hoặc ngâm nồi cơm vào nước lạnh rồi cho vào hộp đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mặc dù vậy, các mẹ vẫn phải nhớ rằng không được để cơm quá 24 giờ, sau thời gian đó thì đừng tiếc mà hãy đổ ngay đi. Nếu hấp bằng nồi cơm điện, có thể thêm một chút nước hoặc hấp lên trên cơm mới nấu. Hấp bằng lò vi sóng có thể giúp cơm đủ nóng mà không bị khô. Chú ý, chỉ hâm nóng cơm lại một lần duy nhất. Nếu như cơm đã hâm nóng rồi mà vẫn không ăn hết thì có tiếc mấy cũng đừng ăn thêm nữa. Chẳng ai muốn phí hoài mà đổ cơm đi,
nhưng tiết kiệm được một chút thì chị em lại đánh đổi sức khỏe của cả gia đình. Thật chẳng xứng tí nào. Cách tốt nhất là các mẹ nên rút kinh nghiệm, để lần sau bạn nên nấu ít gạo lại, cân đối sao cho đủ ăn chứ không nên đĩa cơm thừa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cực lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.